Đối với một cầu thủ NBA, được treo áo vĩnh viễn là một niềm vinh dự to lớn, bởi đó là sự công nhận cũng như tri ân những cống hiến to lớn của cầu thủ đối với câu lạc bộ. Và càng vinh dự hơn nếu được tận hai đội bóng treo áo vĩnh viễn. Và Kareem Abdul-Jabbar là một trong số ít những danh thủ từng làm được điều đó. Khi nhắc đến Kareem, có lẽ ấn tượng ban đầu sẽ là cặp mắt kính độc lạ cùng độc chiêu Skyhook đã làm nên thương hiệu của ông. Nhưng Kareem vĩ đại hơn thế. Ông hiện đang dẫn đầu lịch sử NBA về các kỷ lục ghi điểm, số phút thi đấu, số block, số lần rebound phòng ngự và số trận thắng trong sự nghiệp. Thậm chí ESPN còn đánh giá ông là trung phong vĩ đại nhất mọi thời đại. Hôm nay nhân dịp sinh nhật 74 tuổi của huyền thoại này, hãy cùng chúng tôi nhìn lại sự nghiệp của một trong những tượng đài vĩ đại nhất của NBA. Bên cạnh đó là câu chuyện về độc chiêu Skyhook chứ danh của ông. Có một sự thật có lẽ không nhiều người biết, tên thật của ông là Ferdinand Lewis Alcindor Jr. Năm 1968, ông cải đạo từ Công giáo sang Đạo Hồi và lấy cái tên Kareem Abdul-Jabbar, mang ý nghĩa người cao quý và bề tôi của đấng quyền năng. Cái tên này được ông sử dụng chính thức năm 1971. Ngay từ những năm tháng đại học, Kareem Abdul-Jabbar trở thành cái tên gây sốt của bóng rổ trẻ Hoa Kỳ, không chỉ tạo ấn tượng với chiều cao khủng lên tới 2m18 cùng sải tay hơn 2m5. Ông còn có lối đánh thông minh, luôn tạo lợi thế ở khu vực bảng rổ để tì đè mọi đối thủ. Bên cạnh đó, khả năng ghi điểm đáng sợ cũng là điều khiến giới mộ điệu phải chú ý. Sau này, người đồng đội Magic Johnson đã nhận xét với ông rằng Kareem Abdul-Jabbar là vận động viên toàn mỹ nhất trong các bộ môn thể thao. Ông đã góp công lớn vào chiến tích 3 chức vô địch NCAA của trường đại học UCLA danh tiếng. Ngoài ra, ông còn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất 2 lần vào năm 1967 và 1969 bởi tờ The Sporting News và Hiệp hội Ký giả bóng rổ Hoa Kỳ. Chính vì vậy, Kareem Abdul-Jabbar được xem là tân binh sáng giá nhất kỳ draft năm 1969 và Milwaukee Bucks đã không bỏ lỡ cơ hội có được quái kiệt này khi có được lựa chọn đầu tiên. Các câu lạc bộ khác rất khát khao có được Kareem, vì vậy không ít đại gia thời điểm đó sẵn sàng chồng tiền để chiêu mộ. Nổi bật nhất phải kể đến New York Nets, tiền thân của Brooklyn Nets. Họ đề nghị một bản hợp đồng trị giá 3,25 triệu đô, thế nhưng ông đã từ chối thẳng thừng. Sự kiện này đã khiến báo giới tốn không ít giấy mực, bởi 3,25 triệu thời điểm đó là một con số khổng lồ. Chưa kể Milwaukee Bucks là một đội bóng tí hon, mới chỉ thành lập một năm trước đó và rất khó để có thể cạnh tranh chức vô địch. Việc một cầu thủ xuất chúng như Abdul-Jabbar thi đấu cho Bucks là điều vô cùng đáng tiếc. Nhưng Kareem vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Cuộc đấu thầu này khiến tôi cảm thấy mình trở thành một kẻ bán hàng rong vậy, và tôi không thích điều đó. Ngay mùa giải đầu tiên, Kareem đã giành danh hiệu tân binh xuất sắc nhất năm và dẫn dắt bảy hiêu vào vòng playoff lần đầu tiên kể từ khi thành lập. Thậm chí Milwaukee Bucks đã xuất sắc vượt qua Sixers để có mặt ở chung kết miền. Ấn tượng hơn, ông đã tái lập thành tích của huyền thoại Will Chamberlain khi trở thành tân binh ghi hơn 40 điểm và 25 rebound trong một game đấu playoff. Chưa dừng lại ở đó, Kareem Abdul-Jabbar còn thiết lập kỷ lục cầu thủ có 10 trận liên tiếp ghi trên 20 điểm ở mùa giải đầu tiên. Mãi tận năm 2018, tức là gần 50 năm sau, Jason Tatum mới có thể làm được điều tương tự. Có thể nói, việc lựa chọn Abdul-Jabbar là một trong những quyết định thành công nhất lịch sử của Milwaukee Bucks. Nhưng họ là một đội bóng trẻ và tuổi trẻ có thứ khát khao lẫn tham vọng. Mùa hè năm 1970, ban lãnh đạo Milwaukee Bucks mạnh tay chiêu mộ thành công Oscar Robertson, hậu vệ siêu sao từ Cincinnati Royals, tiền thân của Sacramento Kings ngày nay. Kareem cùng với Robertson đã tạo nên bộ đôi trung phong hậu vệ xuất sắc bậc nhất NBA thời điểm đó, đưa Milwaukee trở thành thế lực đáng sợ nhất của NBA. Bầy hiêu vùng Wisconsin là đội bóng có thành tích tốt nhất giải với 66 chiến thắng, trong đó có 20 trận liên tiếp không biết mùi thất bại. Kareem cũng có được danh hiệu MVP đầu tiên chỉ sau 2 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Ở vòng playoff, Milwaukee với đầu tàu là Abdul-Jabbar không tốn quá nhiều sức để băng băng đến chức vô địch. Có thể nói, bầy hưu rừng mùa giải năm ấy không có đối thủ. Đó là chức vô địch đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của Milwaukee. Riêng Kareem Abdul-Jabbar, ông ăn thêm danh hiệu MVP Final, một mùa giải đẹp như mơ của The PK. Những mùa sau đó, Milwaukee không có thêm chức vô địch nào, nhưng họ luôn là gương mặt quen thuộc tại playoff. Còn Kareem đem về phòng ngủ của mình thêm những danh hiệu cá nhân cao quý. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi ở mùa 74-75 về đánh cặp với Abdul-Jabbar, Oscar Robertson, giải nghệ. Kéo theo đó, Milwaukee Bucks cũng lao dốc theo. Thành tích của đội cực kỳ bết bát với 44 thất bại trên tổng số 77 trận đấu. Bên cạnh đó, Kareem cảm thấy không còn niềm vui tại Milwaukee nữa khi thiếu đi người chia sẻ đức tin với tôn giáo và muốn ra đi. Bến đỗ ông nhắm tới khi đó là New York hoặc thành phố thiên thần Los Angeles. Biết rằng không thể giữ chân được siêu sao của đội, giám đốc điều hành của Bucks, Wade Embry, đã trao đổi ông sang LA Lakers để lấy về một loạt cầu thủ khác. Và từ đây, Kareem Abdul-Jabbar bước vào giai đoạn huy hoàng nhất sự nghiệp của mình. Đúng lúc ấy, nửa vàng tím thành phố LA cũng đang tìm người thay thế huyền thoại Will Chamberlain đã giải nghệ.
Ngay ở mùa đầu tiên khoác màu áo mới, The Big A đã đưa Lakers quay trở lại vị trí số 1 với thành tích tốt nhất cả mùa. Ông đạt danh hiệu MVP thứ 5 trong vòng 8 năm, cân bằng kỷ lục với huyền thoại Bill Russell. Tuy chưa thể đưa Lakers trở lại đỉnh cao vô địch, nhưng Kareem Abdul-Jabbar đã nhóm lại niềm tin cho người hâm mộ nửa vàng tím. Hơn nữa, Kareem cần một hậu vệ đẳng cấp để đánh cặp cùng, và nhân tố đó đã xuất hiện tại kỳ draft 1979, Magic Johnson. Lakers bước vào kỷ nguyên vàng son rực rỡ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Bộ đôi Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar là hai hạt nhân chính tạo thành lối đánh phản công chớp nhoáng, khiến bất kỳ đối phương nào cũng phải e sợ. Những đường truyền sắc bén không thể đoán trước của Magic Johnson kết hợp cùng độc chiêu Skyhook của Kareem Abdul-Jabbar, Lakers đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn cõi NBA. Truyền thông gọi lối đánh đó là Showtime, và nó đã thống trị NBA những năm 80 của thế kỷ trước. Ở thời kỳ Showtime này, Lakers có 8 lần tiến đến loạt chung kết tổng và mang về phòng truyền thống 5 chiếc vô địch. Ở phương diện cá nhân, Kareem Abdul-Jabbar đã bổ sung vào bảng thành tích đồ sộ của mình thêm 3 danh hiệu MVP và 1 MVP Final năm 1985, và ông là cầu thủ lớn tuổi nhất được vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất của chung kết NBA. Quá vĩ đại đúng không các bạn? Không chỉ gói gọn ở bóng rổ, tên tuổi của ông còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Năm 1978, ông đã tham gia vào bộ phim trò chơi tử thần của cố tài tử Lý Tiểu Long. Thế nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, sau 20 năm chơi bóng đỉnh cao, Kareem Abdul-Jabbar quyết định giải nghệ vào ngày 28 tháng 6 năm 1989. Ông nhận được sự tán đồng và tung hô ở khắp mọi nơi, trong tất cả các trận đấu ở sân nhà lẫn sân khách, bởi khán giả lẫn các cầu thủ hiểu rằng đó là lần cuối cùng họ được chứng kiến quái kiệt Kareem Abdul-Jabbar thi đấu trên sân. LA Lakers cũng như Milwaukee Bucks đã treo bóng số áo 33 nhằm tri ân những cống hiến to lớn mà Kareem Abdul-Jabbar đã dành cho hai đội bóng này. Ngoài ra, đội chủ sân Staples Center còn dựng tượng đồng trước nhà thi đấu, điều đó cho thấy ông vĩ đại đến nhường nào. Ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ, huấn luyện viên hay bất kỳ ai khác dù tài năng và danh tiếng đến đâu cũng đều dành sự tôn trọng tuyệt đối mỗi khi nhắc đến huyền thoại số áo 33 này, cùng với đó là độc chiêu Skyhook chứa rảnh của ông. Nhắc đến Skyhook, Kareem từng đau đớn nỗi lo rằng tuyệt kỹ này đang dần biến mất khỏi NBA hiện đại. Mặc dù đây là món vũ khí gần như không thể cản phá, Skyhook là phiên bản nâng cấp của hook shot. Ưu điểm của kỹ thuật này là khiến đối thủ khó ngăn chặn bằng các động tác chắn bóng, nhưng đòi hỏi khả năng chính xác và xử lý nhanh của người sử dụng. Abdul-Jabbar đã nâng tầm nó lên đến tầm đỉnh cao. Thay vì chỉ dùng tay để đưa bóng lên, ông sử dụng toàn thân cho một cú bật nhảy để làm lực đẩy trái bóng. Ngoài ra, không chỉ hạn chế ở hướng bật thẳng đứng như hook shot truyền thống, Kareem còn có thể thực hiện skyhook ở bất kỳ góc nhảy nào với phạm vi rộng hơn và tất nhiên khó bị ngăn cản hơn. Tuy nhiên, nó đang dần bị lãng quên ở NBA hiện tại. Có lẽ do xu thế ném ba hiện nay khiến các big man chỉ tập trung vào việc ghi điểm từ xa. Tôi rất ngạc nhiên vì thế hệ ngày nay không sử dụng skyhook, bởi kỹ thuật này cực kỳ hiệu quả. Bạn chắc chắn sẽ tăng hiệu suất chính xác của tuyệt chiêu này nếu bạn áp dụng nó thường xuyên. Tôi thấy lạ vì tôi không thấy nhiều người tập nó. Huyền thoại 74 tuổi bộc bạch. Thực tế, chúng ta có thể bắt gặp vài khoảnh khắc các cầu thủ trẻ như là Kai Kuzma, Montrezl Harrell hay là Nikola Jokic đã từng sử dụng kỹ thuật này. Thế nhưng sẽ chẳng có ai có thể thực hiện skyhook một cách hoàn hảo được như Kareem, bởi đó là độc chiêu của riêng ông, của riêng một tượng đài vĩ đại tại NBA. Hôm nay, huyền thoại ấy 74 tuổi, và ông có quyền tự hào về những di sản vĩ đại mà ông đã cống hiến cho nền bóng rổ thế giới. Chúc mừng sinh nhật ông, Kareem Abdul-Jabbar. Như tôi đã hứa, đã có những điều mới mẻ xuất hiện trên các hệ thống kênh YouTube của Bình luận viên Anh Quân, và có lẽ là các bạn cũng đã cảm nhận rõ điều đó. Hãy ấn subscribe, ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video nào, bất cứ một câu chuyện nào mà tôi kể dành cho các bạn mỗi ngày. Cảm ơn đã luôn ủng hộ kênh YouTube của Bình luận viên Anh Quân.